Thưa quý vị và các bạn, năm nay, Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 diễn ra đúng vào thời điểm ngành y tế đang cùng với hệ thống chính trị và nhân dân cả nước tập trung phòng chống dịch bệnh COVID. Hơn lúc nào hết, trong thời điểm khó khăn này, chúng ta càng thấy rõ sự tận tâm trách nhiệm hết mình vì công việc của những chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm vì sức khỏe cộng đồng mà có lúc phải quên đi những niềm vui riêng. Và họ thực sự là những chiến sĩ áo trắng trong trận chiến chống dịch COVID-19. 13 năm khoác trên mình chiếc áo blue trắng, từng trải qua nhiều đợt chống dịch, nhưng chưa bao giờ bác sĩ Nguyễn Đức Toàn cùng đồng nghiệp ở Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ lại phải thực hiện biện pháp bảo hộ cách ly ngặt nghèo như thế này. Từ khi trung tâm được giao nhiệm vụ tiếp nhận, thu dung cách ly người có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19, những y bác sĩ ở đây phải túc trực 24/24. Vợ của bác sĩ Toàn, chị Lưu Thị Hoa, phụ trách phòng kế hoạch nghiệp vụ của Trung tâm Y tế Tiên Lữ. Dù làm cùng cơ quan thế nhưng cũng không thể tiếp xúc hay gặp nhau, chỉ liên lạc bằng điện thoại. Con của anh chị còn nhỏ nên phải nhờ ông bà trông giúp. Và những lúc rảnh được nghe giọng của con cũng là động lực để anh vững vàng tiếp tục công việc. Tôi mong muốn là làm sao cái dịch COVID-19 này nhanh chóng được khống chế và Việt Nam không còn bệnh nhân nào mắc nữa. Là một trong những y bác sĩ chính phòng dịch COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên, bác sĩ trẻ này luôn trong tư thế sẵn sàng thực hiện các bước sàng lọc, cách ly cho bệnh nhân. Không chỉ tập trung chữa trị bệnh, các y bác sĩ làm nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 còn phải làm công tác tư tưởng để trấn an tâm lý người bệnh. Tất cả chế độ mình nói gì là cách ly đặc biệt, các anh cũng luôn luôn thường trực bên em. Bất kỳ vấn đề gì thông báo anh sẵn sàng ngay. Anh cũng luôn luôn sát cánh, anh ăn gì thì em ăn đó. Và bệnh nhân nói là cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, bên cạnh các bác sĩ thì điều dưỡng là người trực tiếp chăm sóc người bệnh. Cường độ làm việc cao và đối mặt với nhiều nguy cơ, nhưng họ không hề nề hà và sẵn sàng vì nhiệm vụ. Điều dưỡng Lê Thị Thanh Vân với kinh nghiệm gần 20 năm làm việc, song với cường độ ngày làm việc 12 đến 15 tiếng và không hề được về nhà. Song điều chị thấy yên tâm đó là hậu phương luôn ủng hộ chị. Em có nhớ về không? Ủa? Thế bố con ở nhà như thế nào? Bình thường, thế bao giờ em về? Bệnh nhân ổn định mình về thì mình mới được về. Nói không lo thì cũng không phải. Nhưng mà vì gọi là yêu nghề thì mình vẫn cứ sẵn sàng. Mặc dù tỉnh Hưng Yên chưa có ca nào dương tính với COVID-19, song với diễn biến phức tạp của dịch bệnh này nên luôn có những bệnh nhân phải cách ly tại các cơ sở y tế. Và các y bác sĩ cũng luôn phải thực hiện sứ mệnh của mình, làm việc và chấp nhận thiệt thòi hơn khi không được về nhà cả tuần. Điều họ mong mỏi hơn cả đó chính là sự hợp tác của người bệnh và sự hồi phục của họ. Em xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả các ban ngành từ trên tỉnh và trên huyện và xã và bệnh viện ở đây. Đặc biệt là bác sĩ thân sóc em hỏi han em về sức khỏe và tình hình về nhiệt độ của em, cơ thể của em trong mấy ngày qua. Hơn nữa, trên mặt trận phòng chống dịch này, những chiến sĩ áo trắng hẳn không cảm thấy đơn độc bởi có sự chỉ đạo của ngành và tỉnh, sự động viên và cả sự biết ơn đối với những nỗ lực của họ. Trong thời gian vừa qua, ngành y tế đã rất vất vả trong quá trình tập huấn, rồi xây dựng các chương trình, rồi chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ để phục vụ công tác phòng chống dịch. Và đội ngũ cán bộ đã được tập huấn và trực tương đối vất vả. Thì cảm ơn các đồng chí và cũng mong đồng chí phát huy truyền thống của ngành y tế, của địa của tỉnh nhà cũng như là của Việt Nam chúng ta, để làm sao chúng ta cùng chung sức đồng lòng với cấp ủy đảng, chính quyền, với nhân dân để chúng ta phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất, với tinh thần cương quyết, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh ta. Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành y tế đã và đang đẩy mạnh công tác phòng chống. Đội ngũ y bác sĩ là những người trên tuyến đầu phòng dịch, đối mặt với môi trường làm việc nguy cơ cao. Nhưng những người mang trên mình chiếc áo blue trắng ấy vẫn luôn sẵn sàng vì người bệnh. Những cống hiến và hy sinh thầm lặng của người thầy thuốc trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 thật đáng trân trọng.